Xin chào các em, cảm ơn các em đã quay trở lại với kênh Ami DIY. Và hôm nay chúng ta lại có một nhiệm vụ mới, đó là thay đổi biến hóa cho một bạn búp bê. Ở đây thì Ami có một bạn búp bê Make to Move. Body còn rất là mới. Và đây là đầu của búp bê. Mặt của bạn búp bê này vẫn còn đẹp lắm các em. Chỉ có duy nhất là cái môi chị đã sử dụng acetone để chị chùi đi rồi, cho nên cái màu môi không còn đẹp cho lắm. Với lại phần tóc của bạn búp bê này do chị đã uống, sau đó chị duỗi thẳng, rồi chị lại uống, rồi lại duỗi thẳng, cho nên là tóc nó đã không còn bóng mượt như xưa nữa, rất là sơ và nó cứ phồng phồng lên, trông tóc không có đẹp chút nào. Cho nên hôm nay chị sẽ làm lại tóc cho bạn búp bê này, cộng với chị sẽ trang điểm lại một tí xíu cho khuôn mặt của bạn búp bê phù hợp với mái tóc nha. Rồi bây giờ chị Ami sẽ sử dụng kéo để cắt bỏ đi phần tóc của búp bê. Chị dùng một sợi thun cột như thế này để khi chúng ta cắt ra thì tóc nó sẽ gọn hơn. Chúng ta dùng kéo và cắt tiếp sát vào phần chân tóc của búp bê nhé. Rồi chị sẽ sử dụng một cái kềm để lấy những cái phần chân tóc còn lại dính ở bên trong. Đó, chúng ta sẽ giật ra được những cái mẫu tóc còn lại như thế này. Ở trong này còn có những cái phần keo người ta đã dán ở trong cho chắc nữa. Mình dùng một cây kềm hoặc là cây nhíp lấy hết ra nha các em. Bây giờ thì đã sạch cái phần tóc cũ trên đầu của búp bê rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm tóc mới cho búp bê nha. Và màu tóc ngày hôm nay chị chọn là một màu tím. Màu tím này rất là đẹp. Chị thấy các bạn búp bê mà có tóc tím hoặc tóc hồng thì được các bạn nhỏ săn lùng rất là nhiều đúng không nào? Phần tóc giả này thì chị Ami mua 30.000 một bịch. Và một bịch tóc như thế này thì chúng ta có thể may được từ một đầu đến hai đầu của búp bê, tùy theo độ dài ngắn của tóc hoặc là các em may tóc mỏng hoặc tóc dày nhé. Chị sẽ lấy thêm một cây bút lông để tô lên cái phần da đầu cho búp bê. Chị sử dụng một cây bút lông có màu tím. Cái này thì nếu các em sử dụng bút lông thường nó sẽ bị lem nha. Cái bút mà chị đang sử dụng là cái bút để vẽ mỹ thuật đó các em. Nếu không có cây bút này thì các em bỏ qua bước này luôn cũng được nhé. Kế tiếp thì chúng ta sẽ lấy một tép tóc thật là mỏng và sử dụng một cái cây may tóc. Chị mua cái bộ này ở trên mạng giá là 60.000. Rồi chúng ta sẽ luồn tóc qua như thế này. Nắm thật chặt. Ở trên đầu của búp bê thì có rất là nhiều cái lỗ sẵn rồi, chúng ta sẽ đâm vào và rút cái cây may tóc này ra. Rất đơn giản đúng không các em? Bật mí với các em là đây cũng là lần đầu tiên chị Ami may tóc cho búp bê luôn đó. Cho nên là mái tóc của búp bê này chị may cũng hơi bị dày. Lần sau thì chị sẽ rút kinh nghiệm may tóc cho búp bê mỏng hơn một chút xíu sẽ đẹp hơn. Hiện tại thì những bộ dụng cụ may tóc hoặc là trang điểm cho búp bê thì đã bán rất là nhiều ở Việt Nam rồi. Các em có thể dễ dàng tìm mua ở trong Shopee hoặc là trên trang Facebook cũng có rất là nhiều người bán đó các em. Chị sẽ tiếp tục may cho đến khi đầy kín hết cái phần da đầu của búp bê nhé. Sau khi chúng ta may hết phần tóc cho búp bê thì mái tóc nó sẽ phồng ra như sương cu như thế này. Nhưng mà không sao, tí nữa chúng ta sẽ có cách để làm tóc nó xẹp xuống nha. Và không quên là các em hãy sử dụng keo để dán vào bên trong, giúp tóc của búp bê sẽ dính chắc hơn. Rồi sau đó chúng ta gắn cái đầu vào trong body nhé. Wow, và bây giờ búp bê của chúng ta đã có một mái tóc mới rồi. Một mái tóc màu tím thật là ống ả. Màu tím thì đẹp quá các em.
Rồi đến mức này thì các em hãy rẽ ngôi cho tóc của búp bê. Tóc này là tóc ngôi 50-50. Rồi chị sẽ sử dụng một cọng thun cột lên cổ như thế này. Chị sẽ đi nấu nước sôi thật là sôi và cho ra một cái ly. Chúng ta sẽ nhúng đầu của búp bê vào. Chị sẽ để tầm 10 đến 15 phút. Sau đó lấy đầu của búp bê ra. Lợi dụng lúc tóc còn ướt thì chị sẽ cắt và tạo dáng cho mái tóc này nha. Chị cũng cắt đơn giản thôi, cắt ngang, cắt bằng thôi các em. Chứ chị chưa có biết tạo dáng chiếc lá hay là cắt sao len như thế nào. Và đây là mái tóc của búp bê sau khi khô. Một mái tóc tím rất là óng ánh và đẹp đúng không nào? Chị sẽ tiếp tục trang điểm lại cái phần môi cho búp bê. Đầu tiên là dùng cái sơn acrylic màu trắng để làm phần răng ở bên trong. Cái miệng của búp bê đang cười cho nên là sẽ hở một ít răng ở trong. Và pha thêm một ít sơn acrylic có màu tím nhạt. Chị sẽ tô lên phần môi cho búp bê. Vì tóc của búp bê có màu tím cho nên chúng ta sẽ son môi cho búp bê màu tím luôn. Như vậy sẽ hợp tông hơn. Rất là xinh đúng không nào? Chị đã thắt thêm hai cái bím hai bên rồi cột lại đằng sau cho búp bê này các em. Kế tiếp còn một phần quan trọng nữa là chúng ta sẽ thay đồ cho búp bê này trở nên lộng lẫy dễ thương hơn nha. Chị chọn cho bạn búp bê một cái váy màu hồng có nhiều tầng ở phía dưới. Wow, búp bê mặc bộ này rất là dễ thương. Và chúng ta hãy kết hợp với một đôi giày màu hồng nữa nhé. Các em thấy không, từ một bạn búp bê có một mái tóc cũ, chúng ta đã làm thành một bạn búp bê mới có một mái tóc dài màu tím thật đẹp rồi. Và bộ tóc này thì chị mua 30.000, cây mái tóc là 60.000. Còn những vật liệu khác dùng để vẽ lại mặt cho búp bê thì khá là đắt. Cho nên nếu như các em thích thì chị sẽ làm một video riêng về những món đồ đó nha. Rồi video của chúng ta đã sắp hết và nếu thích video này hãy nhớ nhấn like cho chị Ami nha. Và bạn nào chưa đăng ký hãy nhớ đăng ký để trở thành thành viên của kênh. Còn bây giờ chị Ami xin chào tạm biệt các em.